Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, tỉnh ủy 25 tỉnh biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia và một số cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, đồng chủ trì hội nghị. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Tiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Quang Điền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, chủ trì điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến dành cho đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, đội ngũ cán bộ các sở ban ngành, lãnh đạo các đồn biên phòng, cán bộ chủ chốt các huyện, xã biên giới của 915 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã với hơn 23.000 đại biểu tại hội nghị các đại biểu đã được nghe và trao đổi về ba nội dung liên quan quan hệ việt nam lào việt nam trung quốc việt nam campuchia thời gian gần đây và phương hướng hợp tác thời gian tới công tác biên giới trên đất liền giữa việt nam với các nước láng giềng và biên giới quốc gia bảo vệ biên giới quốc gia hiện nay nội dung các chuyên đề tập trung nêu bật những kết quả đạt được trong quan hệ giữa việt nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo khoa học kỹ thuật sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban bộ ngành cơ quan đoàn thể và các địa phương nhất là các địa phương khu vực biên giới của hai bên các báo cáo viên cũng đề xuất những nội dung trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hình thức hợp tác hiện có góp phần xây dựng các tuyến biên giới trên đất liền hòa bình hữu nghị ổn định phát triển bền vững kịp thời giải quyết những phát sinh về biên giới lãnh thổ giữa việt nam với các nước láng giềng phát biểu kết luận hội nghị đồng chí lê hải bình phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại khẳng định tầm quan trọng của việc cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại về công tác quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị các cơ quan hữu quan địa phương biên giới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính, theo đó quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các văn bản liên quan, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các vị chính quyền các địa phương, nhất là các tỉnh có biên giới cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền, nhất là lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở như già làng, trưởng bản, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khu vực biên giới. Các địa phương có biên giới phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đối diện của ba nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia nâng cao năng lực công tác quản lý biên giới theo các văn kiện đã ký kết, làm thất bại âm mưu thủ đoạn và các hoạt động của các thế lực xấu lợi dụng vấn đề biên giới để tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ ở mỗi nước và quan hệ truyền thống hữu nghị của các nước láng giềng.